Hello, xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay một ngày nắng rất là đẹp luôn và Nick có cơ hội đến thăm một ngôi làng cối xay gió nằm ở ngoại ô của Amsterdam, cách Amsterdam khoảng 25-30 phút xe thôi. Và bây giờ Nick đang ở trong làng rồi. Sau lưng Nick là cô bác anh chị mình thấy những cái cối xay gió rất là đẹp luôn phải không ạ? Ngôi làng này có tên là Janskan, tiếng Hà Lan là gì đó, Nick cố gắng phát âm nhưng không biết có đúng không. Ngôi làng này thấy dễ thương quá, trời lại đẹp nữa, cho nên là Nick sẽ đi quanh ngôi làng này quay review chia sẻ tí cho cô bác anh chị mình cùng xem luôn nha. Bây giờ mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng theo chân với Nick, chúng ta đi dạo quanh ngôi làng cối xay gió tại Hà Lan đây. Đây là tiếng xe buýt 69 tới ngay trước trạm Janskan luôn nè. Nick thấy rất là nhiều khách, họ có thể đi xe buýt ra tới tận cái làng này. Sát ngoài đầu làng thì có cái chỗ này để đôi guốc gỗ rất là lớn luôn. Ai cũng tranh thủ lên chụp. Wow, đôi guốc gỗ khổng lồ. Guốc nhỏ kế bên nữa nhưng mà cũng rất là lớn. Đây cái tên làng là Janskan. Wooden Shoe Workshop. Ở đây có cái workshop là mà guốc gỗ. Nick sẽ đi vào bên trong xem. Bên góc này có hình mấy đôi guốc gỗ cũng bự quá nè. Ở trên là guốc gỗ xếp hình trái tim, một cặp đôi. Bên kia là những chiếc gỗ treo trên tường, chiếc gỗ đựng hoa, để hoa tươi nữa nè, rất là dễ thương luôn. Bên trong đây là xưởng làm guốc gỗ, phải vô bên trong xem người ta làm guốc gỗ. Bây giờ vào bên trong nè, coi cái anh này ảnh sẽ biểu diễn làm cái đôi guốc gỗ bằng trên mái nè. Bây giờ anh giới thiệu cách làm nè, cô bán chị mình cùng xem với Nick nha. Đây là cái máy được xem như là cái máy copy gì đó. Nó có cái khuôn bên trái là bên phải chứ, là cái mẫu làm sẵn. Rồi bên trái là cái khúc gỗ đó, thì máy nó sẽ copy làm giống như bên tay phải á. Tí nữa để coi xong là như thế nào nha. Bây giờ đã xong cái phần cắt thô ở bên máy kia rồi. Anh sẽ đem qua cái máy này để đục lỗ như là chiếc gỗ, chiếc cuốc gỗ mà bên trái nè. Máy cũng sẽ là máy copy. Các bác chị mình xem cái máy nó copy như thế nào nha.
Wow, rất là nhanh luôn. Ồ, cái gỗ này nó mềm dễ gọt như vậy sao? Gỗ này còn ướt cho nên là ảnh thổi trong đó nó bích hơi cái nó đẩy nước ra nè, chảy xuống. Bây giờ anh giải thích là gỗ này, cái guốc này xong là phải phơi khô ở trong nhà. Here is the final result. Nicely dried and polished. This wooden shoe is for a child of 4 years old. It looks a little bit big for a 4-year-old child, but it's normal. Wooden shoes are big. Here is the bigger one. Reasons to wear them, first of all, they are really strong. Wooden shoes are officially safety shoes. They offer you good protection. Wooden shoes are also waterproof. They keep your feet dry and warm. Best way to wear them is with thick wool socks and a 1-finger space behind the heel. That way they are comfortable and it will prevent wrist strain. Now that was it. Thank you very much for your attention. Wow, what a job! Great man, thank you. Ở trên tường nè, ở trong cái workshop này treo quá trời những cái thành phẩm đầy màu sắc, kích cỡ. Đó, quá trời tha hồ mà lựa luôn. Ai thích là những cái đôi giày gỗ truyền thống của Hà Lan mua về làm kỷ niệm hoặc là mua về mang chơi trong nhà thì tha hồ mà lựa. Ở đây thì có hoa tulip cũng là bằng gỗ, rồi ở trên trần cũng treo những cái đôi guốc bằng gỗ quá trời luôn, và những cái đồ lưu niệm khác nữa nè. Trong cái tiệm này mà ai mê sưu tầm những cái đồ kỷ niệm của Hà Lan thì đầy, có đầy ở trong đây hết. Rồi thêm cái bánh gì đây, bánh waffle siro, rồi những cái đồ trang trí khác nữa nè. Bây giờ ra khỏi cái chỗ làm guốc gỗ, đi vào bên trong. Ô, con vịt trời. Thì đi vào bên trong làng, đi qua cái chỗ này giống như cái cầu. Cầu này chắc có, hồi xưa chắc có thể mở được, thấy như xích rồi nè. Đó là một cái có xe gió nhỏ nhỏ cổ còn giữ lại. Bên kia là cái nhà thấy lót gạch đỏ rất là đẹp. Ô, khung cảnh này đẹp quá chừng luôn. Bạn thấy cái chữ chi chắc là lumber, tí nữa nó qua đó khám phá. Cái cầu này đi qua, dòng người đây bên trong kìa. Trời hôm nay đẹp quá chừng luôn, nhìn thấy rất là hay. Từ phía ngoài đi vô tới đây thấy có cái cầu bắc qua. Khung cảnh ở đây nè, những cái con kênh, rồi có xe gió đằng kia phải đều ra. Gió thoải thoảng mát, khách thì đông quá trời luôn, rất là hay. Còn bên đây cũng có cái lối đi nữa. Đằng kia này thấy có cái dãy nhà. Ồ, dãy nhà rất là đẹp rồi, trong ánh nắng mặt trời. Ồ, mấy con cừu. Cừu này hay hoặc con dê ta, màu đen quá nè. Ở đang trên cái đồng cỏ giữa kênh đào nè. Còn bên kia là dãy nhà đó, sáng rực với nắng mặt trời rất là đẹp luôn. Ở trong làng có một cái chỗ làm cheese for mine nè, và họ có cái chỗ để mà mình có thể vào tham quan, nghe giới thiệu người ta làm for mine hoàn toàn miễn phí, và có phòng trưng bày bên trong nữa, nên có thể vào xem. Anh nick vào, nick quay tí xíu cho cô bán chị mình xem luôn. Những cái container, những cái thùng đựng sữa ngày xưa này. Đây dạng như là cái bảo tàng.
cừu dê mô hình thôi. Đây bò nè, dắt sữa bò. Ba loại sữa này làm phô mai được. Đây, phương pháp làm, cách mô tả để xem bằng hình ảnh. Nhưng mà phòng bên kia còn có phòng giới thiệu nữa. Nick sẽ qua phòng giới thiệu để xem thôi. And then you have to heat up the milk till 72 degrees Celsius, so a lot of bacteria are not anymore in the cheese. And in the raw milk cheese, you can find some healthy enzymes. And then we add those liquids. This is an animal rennet, and an animal rennet makes the milk thick. This is a starter culture, and a starter culture is a kind of enzyme. It's for the conservation of the cheese and for the special taste. And every cheesemaker has his own secret recipe. So don't tell you anything about it, but trust me, it's delicious. We add it to the milk, and after about 30 minutes, the milk becomes very thick, thick as a pudding. And then we start cutting the thick milk with those three slowly rotating knives. And after a while, the liquids in the milk, they will separate from each other. Because of the high temperature, we get fermentation. And then you get this. Đây là cái máy để họ tách sữa ra khỏi nước nè. Khi mà sữa lắng đọng đó, họ thu cái sữa đó đó, rồi mới đưa vào làm phô mai. Yeah. So, can you imagine that this is the beginning and this will be the end result? How do we do it? The curd goes in the plastic mold, as you can see over here. We take the curd out of the container, put it in here with some balls inside to press the water out. This one on here, and then this one on the top. And then we put it out of the pressing machine for about 2 hours. That's for cow milk cheese. If you want to make goat or sheep milk cheese, the pressing time is longer because the milk is fatter. For example, for 1 kilogram of cow cheese, you need 7 liters milk. For 1 kilogram of sheep cheese, you need 6 liters. And for 1 kilogram of cow cheese, you need 10 liters. So there's a huge difference between those three types of milk. After the pressing machine, the cheese goes in the salt water bath, and the cheese looks like this. Eh? It goes from here to here. And the salt water bath contains 80% water and 20% salt. And salt is actually for the conservation of the cheese. It's for the special salty taste and for forming the outside, for forming the rind. 1 kilogram stays 24 hours in the salt bath. And then we put it on wooden shelves to let it dry and to let it ripen. And wood because it absorbs the water out of the cheese. When the cheese is over here for a month, you have young cheese. After 3 months ripening, you get mature cheese. After 8 months ripening, you have old cheese. After 1 year, extra old. And after 2 years, hard like a bowling ball, eh? Hard like a stone. So how older the cheese, how tastefuler, how harder, of course, and how more expensive the cheese is. During the drying process, we give the cheese a special layer, a layer of yellow wax to protect the cheese against drying out and against moisturizing. And because of those layers, you can keep all our cheese for 1 month out of the refrigerator. So keep it closed, like this, and you can travel with it for a month. No problem at all. When you open it, it must be in the fridge, of course. But like this, a month, no problem. In our shop, we have more than 30 kinds of flavors. We have a cream pesto, we have red pesto, we have them with truffle, and truffle is a kind of mushroom. We have them with cumin, we have them just natural, all the cheese are pasteurized, if we told you before. And we have
this one. You know, yeah, it looks like a sausage. It's smoked. It says smoked cheese. It is smoked cheese. Yeah, it's smoked together with pieces of wood. And we have some jalapeno with goat milk, cow milk, and herbs and garlic. Actually, that's everything I want to tell you. Do we have any questions? No questions. You want to try the cheese? I give you a small explanation. On the left-hand side, we have all cow milk cheese with different flavors. In the middle, it's the more aged cheese, cow, goat, and sheep. And on the right-hand side, you provide the smoked cheese and much more other things. Yeah, thank you very much for your attention. And what's the yellow wax made of? Where's wax made of? No, normal wax. No, there are two different wax. You have wax from bees. Yes. But this is not from bees. This is more plastic. More plastic. Yeah. So we have to remove them. Yeah. Look at this. Okay. You have to remove it, huh? Look, this is the plastic, and we remove it with this slicer, the cheese slicer. So, be careful. Be careful. See? So removed always. This is the plastic. So you can't eat it. Would you try, by the way, some? So this is the traditional Gouda cheese, and all our cheese in the shop is Gouda cheese. There you are. So you can try it over there. The other persons can try it over there. Yeah. Okay. Thank you very much for your attention. Thank you. Ở trong đây họ để quá trời loại ăn thử luôn. Ở khách có thể ăn thử, cảm nhận rồi mua sao. Mấy cô gái trong đây mặc theo trang phục truyền thống của cô gái Hà Lan nè. Còn trên kệ là để qua trời luôn. Chỗ này những cái bánh phô mai, cái này hương vị garlic, organic garlic, hương vị tỏi. Còn cái này Cumin là 13 đồng 95, còn garlic tỏi là 14 đồng 95. Ở đây là 4 loại luôn nè. Đây là organic truffle, loại có hương vị nấm truffle. Có vị nấm truffle thì hơi mắc hơn tí, là 16 đồng 95. Còn cái này, cái này 13 đồng 95. Khách quá chị đông luôn, vô ăn thử. Khách Tây là biết ăn cái này nên là ăn thoải mái luôn. Khách Á thì ăn trải nghiệm cho biết. Cái này nó cũng ăn được nhưng không thích lắm, ăn hơi nặng bụng. Ở ngoài này vị trí xa xa nhưng được toàn cảnh, ai cũng tranh thủ chụp ảnh. Bây giờ Nick sẽ đi gần qua tới những cái cối xe gió đó nha. Khách quá trời đông. Hôm nay trời quá đẹp, là nắng ấm trời trong nên nhìn những cái cối xe gió rất là rõ luôn. Cái cối này chắc đang trùng tu hay sao, nó không có xây. Ở bên trong mấy cối kia xây quá trời. Gió cũng tương đối, nên cối bên trong xây. Có mấy anh này đang sửa chữa trùng tu cái căn này. Ở đây là cánh đồng. Đằng xa xa những cái có xe gió dẫn nước hồi xưa nhỏ nhỏ, cỏ để lại bên kia nữa nè. Rồi hoa cỏ mùa xuân dọc theo đường đi. Ở đây nhìn lại là cái chỗ này người ta đang làm, đang sửa chữa cái cối này.
Đó, đang cột dây giăng lại miếng bạc miếng vải gì đây. Đứng gần nó cao to lắm nha, bự lắm. À, đang thử là xây thử rồi nè. Bây giờ bắt đầu nó bọc gió là nó sẽ xây. À, nhưng mà chưa xong, phải kiểm tra rồi. À, kiểm tra xong làm tiếp tục sửa chữa. Ồ, những con chim trời bay kìa. Ồ, vịt trời nó kêu. À, cái cối này người ta lên được cái tầng trên kìa. Mấy cái cối này xây nè, đẹp quá trời đẹp luôn. Tới gần nhìn rất là đẹp. Nhìn kỹ thì bây giờ nó mới thấy là một bên là một vật liệu cứng, một bên là mềm, giống như là cái lớp vải hay là cái lớp ni lông hay là lớp bạc. Chất liệu cũng đơn giản thôi, nhưng mà đương nhiên thời gian quay thì nó cũng sẽ hư hao, thì người ta phải thay. Cái này không biết có bán vé lên không, thấy người ta cũng phải xếp hàng. À, có để giá vé như là 6 euro. Giá vé là 6 con nít là 3 để lên được ở trên đó. Trong này cũng có bán hot chocolate. Đây là đứng sát bờ ao, bờ này sẽ làm con kênh hay là cái sông này. À, nhìn toàn cảnh rất là đẹp. Bên kia là nhà có chắc là có thị trấn rồi. Cái làng rất là dễ thương luôn. Cái đồng cỏ nhìn bao quát xung quanh mênh mông, rồi những cái cối xay gió được trùng tu liên tục và được bảo dưỡng nhìn rất là hay. Có cái gì đó cổ xưa của Hà Lan và có cái gì đó kết hợp với cảnh đồng quê á, nên nhìn thấy rất là thanh bình, an nhiên tự tại. Nó thấy mấy cái con chim trời, mấy con vịt trời á, nó bay lên rồi nó xà xuống mặt nước rồi nó đi kiếm ăn, rất là thoải mái, không sợ người và thấy rất là thân thiện, gần gũi nữa. À, khung cảnh đồng quê ở Hà Lan đương nhiên là khác hẳn với lại cảnh đồng quê ở Việt Nam rồi. Nhưng mà có cái nét gì đó đồng quê tự nhiên thấy nó thanh bình, yên tĩnh, thấy thoải mái, rất là dễ chịu. Và đặc biệt hôm nay trời đẹp nữa, gió mát, hết lạnh rồi. Hôm nay lên tới 18 độ nên là ấm áp, dễ chịu, rất là thoải mái luôn. Bây giờ chơi trong cái thời tiết này tuyệt vời. Một vòng quay quanh ở cái làng cối xay gió Jaskan này tại Hà Lan, chia sẻ cho quý cô bác chị và các bạn cùng biết nhé. Bây giờ thì Nick xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác chị và các bạn trong những video clip về sau nha. Nếu ai chưa từng tới Hà Lan mà có dịp đến đây chơi ở Amsterdam thì nên đi cái làng này, nó gần ở trung tâm nè và thuận tiện đi ra lại, cách có vài chục phút thôi. Mà Nick thấy là ở phía trước làng có cái trạm xe buýt từ trung tâm, Nick nghĩa là có thể đi ra tới đây luôn, xuống đây bước vô tới làng đi chơi, khám phá làng cối xay gió này, xem người ta làm gút gỗ, làm phô mai vân vân và nhiều cái thứ đặc trưng khác nữa của Hà Lan nữa. Bây giờ Nick xin chào tạm biệt nha, hẹn gặp lại quý cô bác chị và các bạn trong những video clip tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye.